Hello, xin chào anh em. Chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của NVH2022 nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cách bắt cầu ở trong cái con game 68 game bài nha anh em nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cách bắt cầu ở trong con 68 game bài nha. Được chưa? Đây mình sẽ bắt cho anh em một hai tay trước, sau đấy mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cách bắt cầu theo cái bảng thống kê phiên này nha. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cách bắt cầu theo cái bảng thống kê phiên này, được chưa? Đấy, mình sẽ đánh hai tay trước đã, đánh hai tay trước đã, ra đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé. Rất là dễ thôi, rất là dễ thôi. 441 là 9 à. Tên này mình đánh xịu tiếp nha. 441 là 9. À, anh em sẽ dựa vào cái bảng thống kê phiên này nhá. Đấy, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cách cách nhìn cái bảng thống kê phiên này như thế nào và cách tính ra làm sao. Anh em chú ý là nếu như anh em là người mới hoặc là anh em xem video thì anh em cố gắng là xem hết nha, xem hết cái video thì anh em mới học được cái cách bắt cầu. Đấy, anh em mới bắt được cầu. Và chú ý cho mình hai cái lưu ý nha. Đấy, anh em phải chú ý cho mình hai cái lưu ý. Rồi, ok, chính xác, đúng không? Đó, rất là thơm luôn. Đấy, ok, thì cái phương pháp của chúng ta là gì? Thì cái bảng thống kê phiên ở đây nha. Thì anh em sẽ xem cho mình. Đây, chúng ta sẽ áp dụng theo cái công thức. Cái công thức này mình sẽ gọi đây là công thức bắt cầu theo điểm số của phiên, được chưa? Và chúng ta sẽ có hai bước nha. Chúng ta sẽ có hai bước. Bước một đó là anh em xác định phiên và cái kết quả của cái phiên đấy. Được chưa? Chúng ta sẽ xác định phiên và kết quả của phiên đấy. Thì khi mà anh em mở cái bảng thống kê phiên lên thì anh em sẽ xác định cho mình cái điểm phiên nó nằm ở đâu. Cái điểm phiên nó nằm ở đây. Đây, cái điểm phiên nó là từ cái dấu thăng này và có 6 chữ số. Đấy, có 6 chữ số. Đây là cái điểm số phiên nha, cái số phiên. Được chưa? Cái thứ hai đó là cái kết quả của phiên. Cái kết quả của phiên nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây. Cái này thì chắc là dễ rồi. Đấy, kết quả của phiên thì nó sẽ nằm ở đây nha anh em nhá. Được chưa? Và sau khi chúng ta xác định được cái số phiên và cái kết quả của phiên rồi thì anh em sẽ lấy cái số cuối của cái phiên đó cộng với kết quả của phiên, tức là số cuối ở đây là 7 và chúng ta sẽ cộng với kết quả của phiên đó là 10, được chưa? Đấy. Thì nếu như lớn hơn, nó lớn hơn hoặc bằng nó bằng 5 thì mình trừ đi 5. Lớn hơn hoặc bằng 12 mình trừ đi 12 và lớn hơn hoặc bằng 18 thì mình trừ đi 18 nha anh em nhá. Và sau khi trừ thì anh em sẽ được hai con số. Một là số chẵn, hai là số lẻ. Thì tương ứng số chẵn anh em đánh xỉu, còn ngược lại số lẻ anh em đánh tài mình nha. Đây cái ví dụ này, 7 này cộng 10 sẽ bằng 17, 17 trừ 12 sẽ bằng 5. 5 thì nó sẽ là số lẻ đúng không ạ? Số lẻ thì tương ứng là mình sẽ đánh ở bên nào nha anh em nhá. Được chưa? Đấy, số lẻ thì mình sẽ đánh tương ứng nha anh em nhá. Đấy và anh em chú ý cho mình là anh em phải xác định cầu. Ở xác định cầu ở đây là gì? Xác định là mình sẽ xác định cái cầu thuận cũng như là cái cầu đảo nha anh em nhá. Đấy, mình sẽ xác định cái cầu thuận và cái cầu đảo. Ví dụ như cái cầu mình đang đánh này này là mình đang đánh theo cầu đảo nha anh em nhá. Cầu đảo tức là như nào? Đó là mình sẽ đánh ngược lại kết quả. Và cách xác định cầu đảo như nào? Bây giờ ví dụ như anh em vào, anh em check cho mình khoảng tầm độ là hai tay, ba tay đi. Ba tay xem là cái cầu này nó có đúng kết quả hay không. Nếu như nó hai tay liên tiếp mà kết quả nó đi ngược lại thì anh em sẽ đánh ngược lại cho mình nha. Đây, ví dụ cái bán vừa rồi là 8 cộng 8 thì bằng 16 đúng không ạ? 16 trừ đi 12 thì sẽ bằng mấy ạ? Bằng 4 đúng không ạ? 4 là số chẵn, số chẵn thì tương ứng là mình sẽ đánh xỉu nhưng là cầu đảo thì mình sẽ phải đánh ngược lại, anh em hiểu không? Đấy, thì để mình chỉ cho anh em nha, để cho anh em mình chỉ cho anh em về cách cách xác định cầu này. 4 cộng 19 thì bằng 23. 23 trừ đi 18 thì sẽ bằng 5. 5 là số lẻ thì mình đánh tài nhưng vì cầu đảo nên tay này mình sẽ đánh xỉu nha. Ok chưa? Đấy. Thì cái cách xác định cái phiên cầu thuận và phiên cầu đảo như nào? Bây giờ mình giả sử này. Đây mình giả sử cho anh em. Mình giả sử cho anh em, mình sẽ lấy ví dụ cho anh em. Ví dụ như cái ván này mà anh em tính ra kết quả nó bằng bằng à, bằng bằng 5 thì mình sẽ phải đánh tài đúng không ạ? Nhưng kết quả ván này nó lại ra xỉu chẳng hạn. Đấy, kết quả của nó lại ra xỉu thôi, không phải là ra tài. Đúng không ạ? Thì tức là ván này nó bị sai. Nó bị sai một ván, đúng chưa? Ván thứ hai giả sử anh em tính ra kết quả nó là về số chẵn đi thì tức là anh em phải đánh xỉu nhưng nó lại ra ngược lại là tài, tức là nó đi hai ván liên tiếp, hai ván liên tiếp là cầu nó đi ngược lại,
nhá. Hai ván liên tiếp là cầu đi ngược lại đây. Ví dụ như ván này này, nó đi ngược lại một ván rồi đúng không? Đấy, đi ngược. Cái này là mình đang đánh cầu cầu đảo nha. Thì ví dụ như hai ván liên tiếp mà cầu nó về theo đúng cái kết quả là cầu thuận thì mình sẽ đánh cầu thuận. Hai ván liên tiếp chúng ta đánh kết quả nó đi ngược lại thì từ những cái ván sau mình sẽ đánh ngược lại kết quả, anh em hiểu không? Đây nha. 0 cộng với 15 thì sẽ bằng là 15 này. 15 thì mình sẽ trừ đi 12 thì bằng 3. 3 là số lẻ đúng không ạ? Đấy, số lẻ thì mình sẽ tương ứng đánh bên bên này. Nhưng mà vì cầu đảo thì mình sẽ đánh bên này. Đúng chưa? Đấy, vì cầu đảo là mình sẽ đánh bên này nha. Nếu như bây giờ mình đang theo cầu đảo này mà hai ván mà nó về cái cầu thuận, hai ván mà nó về cái cầu thuận thì anh em hãy hãy đảo ngược lại. Đánh đúng theo cầu thuận cho mình. Đấy. Đánh đúng theo cầu thuận cho mình nha. Rồi ok, vẫn đang là cầu đảo thôi. Cầu này kết quả đi ngược lại mà. Đấy, thì mình sẽ đánh theo cầu đảo nha anh em nhé. Cho nên là anh em chú ý cho mình về cái chỗ là anh em lựa chọn cầu và check cầu nha. Anh em chưa hiểu thì anh em thể là comment xuống dưới phần bình luận ở dưới cái video thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Rồi ok, để mình tính tiếp thêm một ván nữa nha. 1 cộng 8 thì sẽ bằng 9. 9 trừ 5 sẽ bằng 4. 4 thì số chẵn đúng không ạ? Thì mình sẽ tương ứng mình sẽ đánh bên này. Nhưng vì cầu đảo mình sẽ đánh ngược lại. Đấy, nhưng là vì là cầu đảo nên mình sẽ đánh ngược lại nha anh em nha. Đấy. Đây, cho lên 30 mở đi. Cho lên 30 mở đi. Là cầu đảo nên mình sẽ đánh ngược lại. Cho nên là cái việc anh em xác định cầu nó cũng rất rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Chúng ta sẽ phải xác định cầu một cách kỹ và cụ thể thì hoặc là bắt đúng cái dạng cầu ví dụ như là ví dụ như là đấy là cái dạng cầu thuận thì mình phải đánh theo cầu thuận, và ngược lại nếu như cái đấy dạng cầu đấy là dạng cầu đảo thì mình phải đánh cầu đảo nha anh em nhá. Được chưa? Đấy. Đấy, như thế thôi, công thức thì nó đơn giản như thế thôi nha anh em nhá. Được rồi thì mình sẽ kết thúc cái clip này ở đây, thì hy vọng là nếu như anh em áp dụng cái công thức này để anh em bắt cầu thì anh em chú ý cho mình về đúng theo các bước nha, và cái cách xác định cầu như nào. Được chưa? Và anh em đánh 10 tay thì cái xác suất thắng của nó sẽ là 8 7 đến 8 tay, tức là nó không thể hoàn toàn là 10 tay là anh em ăn cả 10 đâu nha anh em nhá. Được rồi thì mình sẽ dừng cái clip này ở đây, và link tải con 68 mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái clip tiếp theo của mình.